quả địa cầu, một vật dụng không thể thiếu cho công việc học tập nghiên cứu của chúng ta. Không những thế, nó chính là một phát minh khoa học rất quan trọng. Bởi vậy, quy trình sản xuất ra quả địa cầu là một quy trình đòi hỏi mọi công đoạn đều cần đến sự chính xác tuyệt đối. Chúng ta hãy cùng xem sau đây. Do trái đất hình cầu, nên các bản đồ phẳng không thể cho chúng ta bức tranh toàn cảnh được. Một quả địa cầu chính là tấm bản đồ chính xác nhất về thế giới, bởi nó mô tả các quốc gia theo quan hệ không gian thực chất với nhau và thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến tốt hơn. Quả địa cầu thực sự cho chúng ta một cái nhìn chính xác hơn về hành tinh của mình. Ở nhà máy sản xuất địa cầu, các loại sản phẩm đều liên quan đến các sự kiện thế giới. Chính thế giới và các chế độ chính trị đã vẽ nên các đường biên giới, nên các bản đồ này cũng phải thay đổi theo. Để làm ra một quả địa cầu, người ta bắt đầu với một cuộn giấy cắt tông lớn. Một chiếc máy sẽ kéo nó qua ống cuộn được bôi keo dán. Sau đó, các miếng cắt tông được cắt nhỏ ra, đóng vai trò là lớp lót cho bản đồ. Thêm một lớp keo nữa, sau đó họ dính lớp lót vào mặt sau của bản đồ. Sau đó, các ống cuộn ép chúng vào nhau, hoàn thành công đoạn dán. Mỗi tấm bản đồ miêu tả một bán cầu và được đặt lên một chiếc bàn xoay. Một cú ép mạnh sẽ cắt chúng ra theo các đường kẻ. Họ cẩn thận đặt các bản đồ lên máy cắt ép. Tóm lại, chỉ cần sai sót một chút là ta có thể mất một phần diện tích tương đương với nước Nhật. Để hoàn thành công việc này, chỉ cần hai lần cắt. Sau đó, họ xẻ phần giấy thừa ở giữa các múi giờ trên bản đồ ra. Đây là phần trên của chiếc máy cắt ép. Nó hoạt động như một nắm đấm giáng xuống chiếc bàn xoay. Và giờ đã đến lúc tạo nên thế giới. Họ đặt bản đồ đã cắt hoàn chỉnh mặt bán cầu. Sau đó nâng lên vào một lỗ nóng tạo hình cầu. Và giờ chúng ta đã có một bán cầu. Nhưng dĩ nhiên thế giới phải có hai bán cầu. Và họ cũng làm tương tự với bán cầu còn lại. Các lỗ này còn có thể dập nổi lên bản đồ, thể hiện các vùng lồi lõm trên bề mặt trái đất. Đây là phần bên trong của chúng. Các đầu lồi lõm này sẽ tạo ấn tượng với trái đất, cho phép mọi người thấy và cảm nhận sự đa dạng địa chất của trái đất, cả trên lục địa lẫn dưới đại dương. Các bán cầu đã hoàn thành và đã đến lúc toàn cầu hóa rồi. Họ quay tròn bắc bán cầu trong khi một lưỡi dao cạo sẽ tỉa gọn phần mép. Tiếp theo đến lượt nam bán cầu cũng xoay như với một vòi phun keo ở mặt trong. Một vòng các tông tròn cứng sẽ được dính vào bên trong nam bán cầu và tạo trợ lực cho nó dọc theo đường xích đạo. Sau đó, họ cũng dán keo vào bắc bán cầu và ghép nó vào mép nam bán cầu. Họ căn chính xác hai bán cầu, rồi dán đường nối lại. Đường này sẽ là xích đạo. Sau đó, họ gắn quả địa cầu lên một chiếc đế để gắn với một vòng cung bằng kim loại như một đường kinh tuyến được cắm vào hai đỉnh của quả cầu. Đường kinh tuyến này cho phép quả cầu xoay được. Từ những mảnh cắt tông đến một quả địa cầu,
Thế giới của chúng ta được tạo ra chỉ trong vài giờ. Quả địa cầu sẽ cho ta biết vị trí của mình trên thế giới và xác định xem mình sẽ đi đâu. Các quả địa cầu được viết theo nhiều thứ tiếng khác nhau bởi vì nhu cầu sử dụng chúng cũng rộng khắp trên thế giới. Và cũng vì chúng giúp ta nhận biết thế giới, có thể nói rằng chúng góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn.